She says she don't wanna hear it anymore. I feel my feet start walking toward the door. But even though I start falling, friends are for. She's got that look now like I left her. Không như những bộ sưu tập thời trang mang tính thiết kế theo mùa, Lee & Tee với thiết kế đơn giản, chú trọng tổng thể với những đường nét thanh thoát sang trọng. Đôi khi bạn sẽ thấy những mẫu thiết kế đặc biệt mang hơi thở kỳ phục hưng thịnh vượng, đôi khi lại mang dáng vẻ đặc trưng của những chàng trai Ý, lãng mạn, đa tài, không kém phần lịch lãm. She says she don't wanna hear it anymore. I feel my feet start walking toward the door. Mình đang gấp rút để hoàn tất các công việc và các mẫu thiết kế để chuẩn bị trình diễn cho show diễn sắp tới. Với bộ sưu tập này thì mình mất khoảng gần 5 tháng để hoàn tất. Và những chiếc túi bộ sưu tập mùa hè này thì có hai ưu điểm chính là mình cần nhấn mạnh, đó là cái foam dán là mình làm foam cứng để tạo cho phong cách là lịch lãm và sang trọng. Và cái ưu điểm thứ hai là chức năng của túi thì mình mất rất nhiều thời gian để mình đo và vẽ làm sao mà cho cái túi nó có rất là nhiều ngăn về số đo phù hợp để đựng laptop và iPad, để phù hợp với lại văn phòng công sở và các bạn học sinh sinh viên đi học và làm việc. Thương hiệu Lee & Tee vừa cho ra mắt bộ sưu tập túi xách hè mới nhất bằng các thiết kế đơn giản, chú trọng tổng thể với những đường nét thanh thoát kết hợp với gam màu trầm cổ điển, mang đến sự sang trọng và cá tính. Give me one more chance. Everything you need.
Bộ sưu tập lần này đã chinh phục và truyền cảm hứng cho rất nhiều khách hàng yêu thích và say mê phong cách thời trang cổ điển. Không chỉ dừng lại ở phần điểm xuyến cho trang phục, Lee & T luôn mong muốn những thiết kế túi xách của mình tạo nên xu hướng như một người bạn đồng hành với khách hàng bởi tính tiện nghi và ứng dụng cao. Những mẫu ba lô hay túi đeo vai kiểu dáng phá cách nhưng lại vô cùng đáng yêu cho những cô nàng thích dạo phố, hay những chiếc túi hành lý với nhiều kích cỡ sẽ là sự lựa chọn đầy cảm hứng cho những người yêu thích trải nghiệm trên mỗi cung đường. Còn nếu bạn là người bận rộn với những con số hay là những con chữ, thì những chiếc túi xách với thiết kế đơn giản vừa vặn cho một chiếc laptop và tập hồ sơ sẽ tạo cho bạn phong cách độc lập, mạnh mẽ và đầy tự tin.
được làm từ chất liệu giả da cao cấp, chọn lựa kỹ lưỡng và đổi mới liên tục. Chính vì vậy mà tuổi thọ sản phẩm sẽ rất cao. Mẫu thiết kế độc quyền, đa dạng với số lượng hạn chế và sản phẩm được bảo hành trong suốt thời gian sử dụng. Mời quý khán giả cùng đến với Lee & T để đến với vô số sự lựa chọn đầy bất ngờ và thú vị. I got you. Yeah, I got you. Yeah, I got you.